À, mình xin chào các bạn và bà con. Hôm nay quay lại cái con vật nuôi chính ở bên trại là con la le. Thì trên hình ảnh các bạn đang thấy là cái lứa la le này nó đang tập ăn, nó đang chập chững, nó mò, nó tìm thức ăn nè. Thì những cái lứa này thì nó mới nở. Ở đây em cho con gà mái tre nó ấp và em cho nó giữ con luôn. Còn mừng gà mái tre thì nó nhỏ, nó tầm khoảng 800 gram gì đó. Đó, nó vô nó úm nè. Trời mới mưa xong á, cái nó lạnh. Nó lạnh là nó tự động nó chui vô nó úm. Thì đây là cái cách mà em ương le con. Cũng hay chia sẻ những cái thực cho bà con đó. Hôm nay chia sẻ nhắc lại. Cái chuồng nhỏ thôi, cái chuồng khoảng 6 tấc thôi, 6 tấc 1m2. Thì mình cho luôn con gà mái vô. Con gà mái nó ấp trứng rồi nó giữ con luôn, nó nghĩ con la le là con của nó là nó giữ luôn các bạn ơi. Đó, thì cái mục đích em cho con gà nó ấp như thế này á, là để giảm đi cái chi phí tiền điện bên trại. Nếu mà mình đốt bóng đèn hồng ngoại hoặc là bóng đèn 60W thì cái chi phí nó nặng lắm. Đốt phải liên tục 24/24 mà trong vòng 1 tháng nữa, thành ra cái chi phí nó nhiều. Cái cách mà ưu việt nhất, cái cách tiết kiệm nhất là cho con gà mái nó ấp rồi nó dẫn con vậy luôn. Một một bầy như vậy là khoảng 20-30 con le con gì đó cho một con gà mái. Vậy cách này thì bà con tìm gà mái cho nó nhiều, nuôi gà mái cho nó nhiều để cho nó đẻ kịp lúc cái lúc mà nó con le nó nở ra, để cho nó giữ luôn. Đây nè, lứa này nó mới ăn xong các bạn, mới ăn xong nó rỉa lông, nó lên nó rỉa lông. Thì con gà mẹ nó úm chừng 1-2 tiếng hồi sau là nó khô lông lại. Đó là cách em làm trong những năm qua. Thì nếu mà bà con và các bạn không nuôi gà mái, không ấp bằng gà mái thì chúng ta cũng thể là ấp những cái máy mà em máy ấp trên thị trường đó, rồi đem ra nuôi đốt bóng đèn rồi đốt bóng đèn xong bóng đèn thì chịu khó tốn tiền điện một chút. Thì cái nào nó cũng có cái mặt dễ và cái mặt khó của nó. Nếu mà các bạn xong bóng đèn như vậy thì tốn tiền điện, tiền bóng đèn nó hay đứt. Nếu mình không muốn tốn tiền điện, mình mua con gà mái về cho nó ấp thì con gà mái nó ấp thì nó ngon, nhưng mà con gà thì nó hay cái bệnh bậy, nó hay có chết bậy. Cái mặt nào nó cũng có cái lợi và cái hại của nó hết. Thì ở đây mình vẫn làm hai cách luôn, xong bóng đèn với dùng gà mái, nhưng mà đa số mình dùng gà mái là nhiều. Cái bầy nào mà nó đông quá thì bà con cho nó thêm một cái bóng đèn, hoặc là cái thời tiết mà nó thay đổi mưa nhiều quá nó giảm nhiệt độ xuống thì cho nó cái bóng đèn. Nhiều khi con gà mẹ nó úm chừng tối đa chừng 10 con à, mà mình cho cái bầy này tới 20 con á, thì nó úm không hết. Nó không hết thì mình phải cho nó thêm cái bóng đèn cho nó ấm con le con. Đó là cái quy trình nuôi. Thì mình nói sơ sơ thì chắc có thể là bà con đã nắm được rồi, đã hiểu rồi. Nếu bà con nào mà quan tâm với cái con le thì bà con đã theo dõi cái kênh YouTube của mình, chắc cũng ít nhiều cũng một vài cái video về cái kỹ thuật nuôi le. Nó cũng đơn giản lắm bà con, nhưng mà đối với mình, đối với tôi bây giờ là nó, công việc này nó đơn giản lắm. Tại vì cái công việc này tôi làm nó hàng ngày, ngày nào cũng làm, cho ăn ngày 3 cử 4 cử, ngày nào cũng làm. Mà khó không đơn giản, và khó đối với những bạn mới, những bạn nào mà đang khởi nghiệp, đang nuôi le ở trong cái giai đoạn mà nở con non như thế này ha. Mình nói từ cái bắt đầu cái giai đoạn nở con non như thế này rất là khó nuôi, khó cho đối với những bạn mới lắm. Các bạn thấy là nuôi được một cái bầy le le á, nó sống được khoảng 50-60% á là đã đạt lắm rồi các bạn, đạt dữ lắm rồi đó. 50-60% thôi, không có ai mà tài giỏi mà nuôi đạt tới 100% đâu, 90-mấy% đâu các bạn ha. Thì trong suốt gần 8 năm khởi nghiệp nuôi le le của mình, bây giờ mình chỉ nâng cái độ hao hụt, nâng cái độ gọi là nuôi thành công lên nó tầm khoảng 60% thôi. Chứ những năm đầu mình nuôi tầm khoảng 20%, 30%, 50% là mừng lắm rồi các bạn, mừng lắm rồi.
Tại vì sao các bạn biết không? Cái con le le nó rất là khó nuôi lúc nhỏ. Lúc nhỏ các bạn thấy là nó ăn là nó đâu phải như cái con vịt của mình á. Khi mà nó ăn á là nó ăn ở trong nước. Các bạn bỏ cái hạt thức ăn mảnh của mình, hạt nhỏ nhất ở ngoài thị trường bây giờ á, nó đâu có ăn được đâu. Tại vì cái miệng mới nở này, các bạn thấy cái miệng của con le le mới nở nó nhỏ lắm, bắt buộc nó phải ăn trong nước. Và thức ăn nó phải gã ra trong nước nó mới ăn được những cái hạt nhỏ 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 trong nước như vậy ha, nó mới ăn được. Thì trong cái thời gian ăn á nó sẽ bỏ đi 50% thức ăn, nó phải phí 50% thức ăn, cái đó là bắt buộc rồi, không có cái nào tốt hơn hết á, không có cái nào tốt hơn đó. Nếu mà nó ngoài thiên nhiên, ở ngoài tự nhiên là nó ăn những cái con trùng, những cái con nhỏ 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 gì đó ở trong cái đất hoặc trong cái gông rêu gì đó, nó ăn những cái con đó. Còn mình nuôi ở trong đây thì cái thức ăn công nghiệp là cái thức ăn chính của nó, không thể nào mà thay thế thức ăn khác được hết. Mình đã thử rồi cũng không được các bạn, chỉ có thức ăn công nghiệp là đầy đủ dinh dưỡng nhất. Thì mình muốn thuần cái con la le mình từ nhỏ như thế này bằng cái thức ăn công nghiệp thì bắt buộc mình phải nuôi như vậy. Còn nhiều cái kỹ thuật nhỏ nữa mình hôm nào mình sẽ chia sẻ sâu hơn. Mình nói đây là cái tỷ lệ đạt tỷ lệ là 50-60% thôi là đã ok rồi. Thì các bạn le nhỏ như vậy, mình muốn chia sẻ với các bạn, với bà con một điều như thế này. Những cái con nhỏ mới nở ra 2-3 ngày như thế này là bên trại em không bao giờ xuất đi hoặc là bán trứng la le. Vì mình biết một điều chắc chắn là các bạn nào mà mới khởi nghiệp nuôi á, mà mua trứng về ấp, mua trứng, các bạn biết là mua trứng le le, trứng le le rất là khó ấp chứ không phải nó dễ như con gà đâu, mà các bạn bỏ vô máy là nấp, không phải máy nào ấp cũng được. Các bạn lưu ý, không phải máy nào ấp cũng được. Các bạn đừng có nghĩ nó đơn giản như trứng vịt, bỏ vô là tới 28 ngày ra nở. Le le nó nhỏ gì nó nở 28 ngày, nhưng mà các bạn ấp ra được rồi nuôi sống hay không mới quan trọng đó. Ha. Đối với những bạn ở xa, các bạn đừng nên bao giờ, có lời khuyên cho các bạn là đừng bao giờ các bạn mua trứng, trứng chích cò hoặc là trứng le le luôn cũng được các bạn. Trứng chích cò, có nhiều bạn là thấy cái cảnh mà mình đi lấy trứng le le hoặc là đi lấy trứng chích cò, hoặc là mình chia sẻ những cái video về trứng đó, các bạn hay hỏi vô comment hỏi là có bán trứng hay không, có gửi trứng hay không. Các bạn nghĩ đơn giản một điều à, gửi về các bạn nghĩ là bỏ vô máy nắp liền là được, là đạt, không phải đâu các bạn. Cái con le le nó ngộ với chỗ này nè, khi mà cái con le le với con chích cò luôn, hai con cái đặc điểm nó ấp trứng giống như nhau gì đó. Khi cái con mái nó đẻ được 2-3 trứng là con trống nó vô nó ấp rồi, thì khi mà nó đẻ đủ trứng 5-6 trứng thì những trứng đầu nó đã có phôi rồi, nó đã có phôi được 2-3 ngày rồi, được 2-3 ngày rồi. Thì khi vận chuyển xa là cái trứng nó sẽ bị dở đứt mạch máu hết. Đa số các bạn hỏi mua trứng là những bạn ở xa, những bạn ở các tỉnh khác. Để ở xa đó các bạn không có thể mà vận chuyển cái con non đi được đó, thì các bạn hay hỏi mua trứng. Một phần là do các bạn tính toán cái gì đó mình không hiểu, có thể là tính cho nó rẻ, cho nó tiết kiệm hay như thế nào đó mình không hiểu nổi. Các bạn chăn nuôi mà các bạn đi mua trứng, trước khi các bạn mua trứng á, các bạn phải tìm hiểu cái vật nuôi đó, cái trứng nó vận chuyển đi xa có được hay không đó. Các bạn thử ấy, nếu không thông tin các bạn mua thử ấy, mua thử cái ổ nào đó nó 5-7 trứng 10 trứng gì đó ở gần nhà, cách nhà khoảng 5-10 km, rồi các bạn để lên xe các bạn chạy thử 5-10 km thử ấy. Nó về các bạn ấp thử nó nở không, đứt mạch máu trơn sao nở được. Đừng nói chứ cái con, những cái trứng mà nó đã có phôi, những cái trứng mà nó không có phôi nó sẽ lẫn lộn lòng đỏ lòng trắng với nhau, thì trứng như các bạn biết nó mà lẫn lộn gì nó đâu có nở được. Nói chi đến cái việc mà nuôi con non. Con non các bạn thấy là đến cái thời điểm này mình đã lên bờ xuống ruộng với nó đó nhiều năm rồi, nhưng mà nuôi không hoàn toàn, không đạt được 90% nữa các bạn biết rồi đó. Nghĩ đi, các bạn mới kinh nghiệm mới nuôi mà các bạn nuôi mua trứng rồi mua con nhỏ như vậy, các bạn có thấy tự tin không? Có tự tin để mình nuôi không? Các bạn tính như vậy là sai lầm. Tại vì bên trại của mình là xuất ra cái con giống một khi nó đã khỏe mạnh rồi, từ 1 tháng trở lên. 1 tháng là xuất cho những cái bạn nào đã từng nuôi le le rồi, đã có kinh nghiệm nuôi con non rồi, mình mới xuất loại 1 tháng. Cái con 1 tháng á là mình có thể mình vận chuyển gần được vài chục km được đó. Còn vận chuyển đi xa mình cũng không dám bao cho các bạn nữa, tại vì nó còn nhỏ.
cái giai đoạn là cái con một tháng, con lai le nó một tháng nó còn nhỏ các bạn. Con lai le chứ đâu phải như con vịt đâu mà 20 ngày là nó to đùng ra. Con lai le nó lúc nhỏ nó có lớn nè, nhỏ xíu như nè. Đó, nuôi vất vả lắm các bạn, chứ không phải là dễ như các bạn nghĩ như nuôi vịt đâu. Bạn phải tìm hiểu cho nó kỹ. À, bên trại mình không bao giờ xuất những cái con nhỏ nhỏ như vậy. Không bao giờ xuất những con nhỏ nhỏ. Đủ tháng, đủ ngày, đủ tháng cảm thấy an toàn mới gửi đi cho bà con, mới gửi đi cho các bạn. Tại vì sao? Khi mình bán cái con nhỏ nhỏ như này, mình bán cho các bạn, mình lấy tiền chứ không phải là mình cho các bạn. Ví dụ như con nhỏ thì trừ đi những cái chi phí công chăm sóc, thức ăn và những cái chi phí khác thì mình cũng có thể bán cho các bạn là nửa giá với cái con lớn. Ví dụ như con một tháng thì cái con 15 ngày thì mình bán nửa giá với cái con một tháng. Đó, có thể bán được. Mình còn khỏe nữa các bạn ạ. À, cái con mới nở mình còn khỏe nữa. Mình bán còn khỏe, nó khỏi có mất công ương, khỏi mất công chăm sóc nữa. Như vậy là bán mình lấy tiền được. Nhưng mà các bạn nuôi chắc chắn với các bạn một điều là con lai le nó sẽ không sống, không đạt. Các bạn nào đã nuôi rồi, đã mua con giống, đã nuôi rồi, nuôi con lai le này rồi thì các bạn cảm nhận như thế nào, các bạn sẽ hiểu được. Chắc các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác mà nuôi lai le con như thế nào ha. Đó, có nhiều bạn ha, nở ra mấy trăm con, nuôi sống chỉ được một vài con. Đó là những cái con đầu, những cái năm đầu tay. Cái trường hợp đó mình đã gặp rồi, gặp nhiều mà, gặp nhiều là nhiều rồi. Những năm đầu mình đã gặp rồi mà, những năm đầu mình nuôi sống chỉ một vài con thôi các bạn ơi. Thì sau đó chăn nuôi thì mình rút kinh nghiệm ra, rút từ từ ra, rồi mới đầu mới nuôi dần dần lên, cải tiến cải thiện lại những cái chuồng trại của mình cho nó thích hợp. Thì bây giờ nói chung là cái cách nào em cũng đã thử hết rồi, cái cách nào em cũng đã làm ra rồi. Nuôi bằng bóng đèn điện, rồi nuôi bằng gà mái, ấp bằng gà mái, rồi ấp bằng bóng đèn điện. Nói chung là cách nào em cũng làm hết trơn á. Bây giờ cách nào em cũng làm được hết. Nhưng mà cái cách nào mà nó rẻ, nó mang lại cái hiệu quả và nó tiết kiệm cho mình thì mình chọn cái cách đó thôi. Chứ thật sự nhiều anh em nuôi ha, bằng bóng đèn cũng rất là đạt, nuôi bằng gà cũng rất là đạt. Còn ở đây tôi gà hay bóng đèn gì tôi cũng làm láng hết trơn á, chơi hết tùy theo mùa. Đó, cái nào mà giảm chi phí, cái nào mà tiết kiệm mà hiệu quả cho tôi là tôi làm hết. Đó, cái gì cũng có cái hay của nó hết đó các bạn. Thì cái lời khuyên cho các bạn là các bạn đừng bao giờ mà hỏi mua lai le mà lai le nhỏ hay là mua trứng vậy đó. Bên trại hồi đó giờ không có bán trứng, không có bán lai le nhỏ như thế này. Đó, những bạn mới, những bạn kinh nghiệm mới. Cái con nhỏ nhất ở bên trại em xuất ra là một tháng tuổi, xuất cho những bạn nào đã có kinh nghiệm nuôi rồi, ít hao hụt mình mới xuất ra. Còn những bạn chưa có kinh nghiệm nuôi thì các bạn nên chọn những cái con giống cho nó lớn một chút, nó cứng một chút. Thứ nhất là đi xe nó an toàn, nó chịu được cái sức, nó có cái sức chịu đựng được 5-7 tiếng đồng hồ đi trên đường. Cái con lai le nhỏ như thế này các bạn nghĩ nó chịu được mấy tiếng đồng hồ à. Mà các bạn ở xa mà các bạn kêu tôi gửi lai le mới nở, hoặc là những bạn ở miền Trung miền Bắc kêu tôi gửi lai le mới nở nè, các bạn nhìn xem cái con lai le mới nở nó bao lớn. Nó chỉ không được 1/2 cái con vịt nữa. Làm sao mà đi xa được, làm sao mà đi sống được, gửi tới các bạn được. Nhưng mà nó sống hay không mới quan trọng. Và nó sống nó có khỏe mạnh hay không nữa, đó là một chuyện nữa ha. Rồi các bạn đã nắm được cái kỹ thuật nuôi con lai le chưa? Đó, những lời khuyên cho các bạn nào muốn khởi nghiệp nuôi con lai le thì các bạn nên tìm hiểu thông tin cho nó kỹ. Nếu các bạn không tin lời tôi, hoặc là các bạn nói tôi là như thế nào đó, thì các bạn cứ thử đi, mua ở những địa điểm khác, những cái trại khác hay là những cái chỗ nào đó, bạn mua thử đi. Thứ nhất là mua trứng về ấp thử coi, vận chuyển đi xa thử coi trứng nó có an toàn không đó, rồi ấp ra nó có nở không. Và các bạn hiểu cái nhiệt độ ấp của con cái trứng lai le như thế nào. Nó đâu có dễ như trứng gà, nó đâu có dễ như trứng chích, nó đâu có dễ như trứng vịt đâu. Nhiều bạn ấp ha, nguyên một lò mấy trăm trứng luôn hư hết trơn, là do những cái máy mà chưa có gành, chưa có sử dụng được đó. Đâu phải máy nào cũng ấp được lai le đâu các bạn ha. Thì đây là cái cách ương lai le non ở trong trại của em nè. Đây là cái cách ương lai le non ha. Rồi để em đi ra ngoài em quay những cái lứa lớn hơn nữa các bạn, cho các bạn xem những cái lứa lớn hơn nữa. Thì em nuôi ở ngoài thì cái giai đoạn đó là còn ương ở trong trại, con non thì còn ương ở trong trại non, con non còn ương ở trong cái trại kín gió có gà ấm. Đến cái giai đoạn tầm khoảng 20 ngày bắt đầu con lai le nó đã cứng cứng rồi thì em cho nó ra ngoài này.
đây là cái trại con non mình tập cho nó ra ngoài, mình ương cho le le con nó ra ngoài nè. Thì bà con hỏi con le le 1 tháng nó bao lớn. Đây để tôi quay cho các bạn, cho bà con xem cái con le le 1 tháng nó có bao lớn ha. Nè. Thì những cái con mà nó đâm dừa, đâm lông viền, lông cơ bản của nó ra đó, cái màu nâu của nó ra đó, là con đó khoảng 1 tháng lẻ 5 ngày rồi, tầm khoảng lẻ 5 ngày lẻ 10 ngày này. Thì con le le nó 1 tháng nó bao lớn đó các bạn. 1 tháng nó chỉ vừa bằng với cái con vịt mới nở được mấy ngày thôi đó. Tại vì cái trọng lượng của con le le này tối đa của nó từ 4 lạng cho tới 6 lạng à, là cái trọng lượng tối đa của nó. 1 tháng nó đâu có lớn đâu, vừa bằng với con vịt mình nở được mấy ngày à. Con vịt mà vịt F4 mình đó, 12 ngày con vịt nó gấp mấy lần cái con le le luôn ha. Thì cho các bạn xem cái hình ảnh cái con le le nè, lúc nhỏ cỡ 1 tháng tuổi đó, nó cái con đó 1 tháng lẻ 5 ngày đó, mình ghi là 1 tháng lẻ 5 ngày những con đó chỗ bông đó, chỗ bông đó. Thì các bạn thấy có tự tin để nuôi cái con le le nhỏ này không? Mình sức chạy cỡ 1 tháng trở lên, chứ nhỏ hơn thì không sức ra. Thứ nhất là vận chuyển con nhỏ, vận chuyển đi xa nó khó khăn, vận chuyển đi xa nó dễ bị ngộp xe nó chết. Con 1 tháng này ở xa mình còn không gửi được nữa các bạn, tại vì nó còn yếu, còn nhỏ đó. Mình lúc cái giai đoạn của nó 20 mấy ngày thì mình tập nó ra ngoài môi trường tự nhiên nè. Ở cái video hôm trước mình tập bơi đó là cái bầy này nữa các bạn đó, cái bầy này nè. Thì hôm nay nó ra ngoài nó lanh rồi. Đây là cái môi trường mà em tập cho nó ra ngoài, cho nó làm quen với môi trường tự nhiên nè. Khi bà con bắt cái con giống về, nó không còn xa lạ với cái khí hậu ở ngoài tự nhiên nữa. Đặc biệt là cái bà con mà ở miền Tây mình á, không nói chung là ở miền Nam đi, là cái khí hậu hầu như là nó không có chênh lệch bao nhiêu so với cái miền Trung, miền Bắc đó. Thì bà con khi mà mua con giống ở bên trại em á, thì về là thả ra ngoài cái môi trường, thả luôn trực tiếp ở bên ngoài luôn, thoải mái luôn, chứ không còn phải sợ nó chói nước hay ngã nước gì nữa. Tại vì ở đây em tập cho nó ra ngoài cái môi trường tự nhiên hết rồi mà, đã cho nó ra ngoài hết nè, ban đêm mới cho ngủ gì luôn. Thì mưa quá thì em che cho nó một miếng tôn sơ sơ thôi, chứ thật sự cái con này nó chịu mưa chịu nắng rất là ok. Cái giai đoạn này thì nó khỏe mạnh rồi. Cái con lứa bự bự này nè, cái con này khoảng 2 tháng mấy nè, cái con đủ lông này khoảng 2 tháng mấy nè, con 2 tháng mấy 3 tháng gì đó là nó có lớn thôi đó. Thì bà con muốn nuôi thì bà con nên nuôi những cái lứa em đã tập nó ra ngoài cái môi trường tự nhiên ra ngoài thế này rồi, nó chịu được mưa, chịu được nắng rồi, nó khỏe mạnh rồi, gần như là em trả nó về cái môi trường thiên nhiên của nó rồi, nó khỏe mạnh, nó có nhiều cái sức đề kháng mạnh hơn nữa. Bà con đừng có nên mua cái con non, cái con nhỏ đó, đừng có nuôi cái con nhỏ quá. Biết rằng cái con nhỏ là nó rẻ tiền đó, nó rẻ tiền hơn cái con lớn. Giống như con cái con lớn vậy tôi bán 300 ngàn, khi con nhỏ tôi bán 150 ngàn, tôi đỡ cái công chăm sóc, đỡ cái công hao hụt, đỡ cái hao hụt tôi còn khỏe nữa, thấy không? Nhưng mà bán cho bà con nuôi không đạt, nản, đâm ra nản, làm vậy cũng không, mình lấy tiền cũng không có vui các bạn. Đó. Những con em đã ương sẵn như vậy, những cái lứa em đã ương cho cứng cáp như vậy không chịu bắt, đòi bắt con non không à? Đó. Mình trả lời cho các bạn hôm nay, giải đáp cho các bạn những cái thắc mắc tại sao em không bán trứng và em những không bán những cái con mới nở. Đó. Những bạn nào, những anh em nào mà đòi mua con non, con mới nở, tôi quay cho các bạn xem. Thì đi ra ngoài những cái lứa ngoài, ra ngoài những cái lứa lớn hơn nữa. Ở đây em tới, em nuôi tới 3 chỗ luôn các bạn. Con non, rồi con lứa lứa, rồi con hoa lúa, con hậu bị nữa. Nó ngoài này, nó ngoài cái trại ngoài này. Thì ra ngoài mùa này chia sẻ với các bạn thêm một cái chút thông tin nuôi le le. Thêm chút thông tin cho bà con ha. Thì ở đây là cái trại mà em nuôi em nuôi le le tơ nè. Le le này thì nó đủ lông rồi, nó ăn lúa mạnh rồi. Nó được khoảng 3 tháng 4 tháng ở trại này, mỗi ô vậy là tầm khoảng 70 cho tới 100 con đó. Thì
Có nhiều trong cái thời gian nuôi, trong cái quá trình nuôi thì có nhiều bạn hỏi mình á, nuôi lê le làm sao để có lời, nuôi làm sao để có lời. Thí dụ như cái con như như vậy đi, lúc mà các bạn mua con giống 300.000, con cứng cáp bự 300.000 con, đến khi bán cái con thịt 350.000, 320, 350, 370 gì đó, nó dao động, cái con thịt nó dao động lên xuống, làm sao để có lời, mua làm sao để có lời. Các bạn đừng có nghĩ như vậy, đừng có nghĩ giống như cái con vịt mình ở ngoài chợ nó bán 5-10.000 một con, rồi mình nuôi 3-4 tháng sau mình bán 1 ký 50-60.000 rồi như vậy là lời. Không phải các bạn, con la le nó không nuôi giống như cái con vịt, không phải nuôi giống như cái con gà được. La le là cái loài chim hoang dã, nó đẻ trứng rất là ít, và cái số lượng nó đẻ cũng không có nhiều nữa, nó đẻ không có được nhiều ở ngoài tự nhiên. Vì thế nên cái lượng để cái lượng đầu con để sản xuất ra nó rất là hạn chế, nó không có nhiều, không có đại trà giống như con gà con vịt. Với lại không phải ai nuôi cũng đẻ, không phải ai nuôi cũng đẻ, nó có nhiều cái yếu tố lắm các bạn. Yếu tố con giống nè, yếu tố chuồng trại nè, yếu tố thức ăn nè, nó dẫn đến cái con mình nó nuôi nó không đẻ, nó nhiều yếu tố lắm. Và như vậy làm sao nuôi để có lời thì các bạn mua cái con giống mà các bạn bán con thịt thì một điều chắc chắn là nó sẽ không lời rồi. Con giống lúc nào người ta chọn cho mình những con đẹp, những con khỏe thì giá nó cũng phải cao rồi, nó giá cao, mua 300 bán 350, nuôi 5-7 tháng sau bán 350 thì sao lời, từ nào lời. Chị làm sao để tôi duy trì được cái trại chăn nuôi của tôi trong những năm qua, và tôi mở rộng ra hàng năm như vậy, làm sao để tôi có cái lợi nhuận trong cái việc nuôi la le này. Thì các bạn phân tích cho các bạn xem, chia sẻ với các bạn. Thì như thế này các bạn, mình muốn nuôi con la le có lời thì các bạn phải sản xuất ra được cái con giống, các bạn phải sản xuất ra, tự nhân đàn lên đó, tự nhân đàn lên đó. Ví dụ như bạn mua cái con giống, bạn học hỏi cái quá trình chăn nuôi, cái kỹ thuật nuôi và cho nó sinh sản, thì khi một khi mình đã cho nó sinh sản thành công, mình đã nuôi con non thành công, nuôi con lớn ok, thì lúc đó trong tay mình đã có cái sản phẩm trong tay rồi, cái con la le có số lượng rồi. Lúc đó các bạn có thể là bán con thịt hoặc là bán cái con giống, tùy các bạn. Như vậy mình mới có lời. Có nghĩa là khi các bạn nuôi nó đã đẻ, đã sinh sản ra, mình có lời, mình mới có lời. Mình có thể mình bán bất cứ cái thị trường nào cũng được. Các bạn cân nhắc trừ đi những cái chi phí, những cái vật liệu, vật tư xây chuồng, chi phí xây chuồng trại, thức ăn này nọ, nhân công này nọ, thì các bạn bán cái giá nào theo cái mong muốn của mình thì mình mới có lời, mình sản xuất được con giống mình mới có lời. Còn các bạn mà mua cái con mà giống mà các bạn về các bạn chăm vô, các bạn bán con thịt làm sao có lời được, đâu có, đâu phải cách nuôi la le, nó đâu phải là cái cách nuôi la le của giống như vịt được, giống như gà được các bạn. Thì đó là những cái cách mà tôi đã duy trì, tôi đã phát triển trong những năm qua. Thì chỉ có một cách là các bạn nuôi cho nó sinh sản thành công, các bạn muốn bán con thịt con giống gì đó tùy, lúc đó là mình muốn bán sao mình cũng có lợi chứ á, ha, có lợi nhuận. Đó là cái cách. Thí dụ như cái thị trường con thịt cần thì mình bán cái thị trường con thịt, bà con cần con giống thì mình bán cái thị trường con giống cho bà con, chọn cho bà con những cái con giống đó, sau đó mình bán con thịt hoặc như thế nào đó. Thì cái giá con giống thì nó sẽ khác với cái giá con thịt, nó tùy theo các bạn, bạn nhắm vào cái thị trường nào đó. Thị trường con thịt thì các bạn tìm những cái đầu lái, những cái mối lái nhà hàng hoặc là quán nhậu hoặc là vân vân, rất là nhiều, thì bạn tìm vô thị trường con thịt. Còn cái thị trường con giống thì các bạn chọn giống, chọn trống mái, chọn này cho chuẩn, giống cho tốt cho bà con, để bà con nuôi sinh sản, để bà con nuôi cho nó thành công.
Chứ bà con, cho nên tôi nhận nhiều cái cuộc gọi, nhiều cái cuộc điện thoại mà tôi không biết đường đâu trả lời. Ngày hầu như là ngày nào cũng có chứ. Đó, em mua cái con giống rồi 5-6 tháng sau em bán lại con thịt bao nhiêu. Đó, em mua con giống 300 em bán lại con thịt 250. Em lời ngược lại 50.000 á. Chứ đường nào lời. Bạn mua con giống mà bạn bán con thịt sao lại? Bạn bắt các bạn phải nhân giống ra, các bạn phải gây đàn ra, các bạn phải có số lượng, các bạn mới vô cái thị trường, rồi các bạn tìm hiểu cái thị trường, các bạn mới thấy được cái lợi nhuận của nó. Đó là cái quá trình phát triển của em trong những năm qua. Từ một cái địa nhỏ như thế này, các bạn thấy là từ một cái địa 200 m², bây giờ nó đã gấp gần 10 lần như vậy rồi. Diện tích mình mở ra rất là rộng rồi, rất là rộng, ba khu như vậy các bạn. Đó, thì các bạn hỏi đây, nếu mà mình chăm chăm vô cái con thịt, hoặc là mình chăm chăm vô mình mua cái con giống và mình bán cái con thịt, làm sao có lợi nhuận được các bạn? Làm sao có lợi nhuận được? Đó là một chút thông tin, đó là một chút chia sẻ với các bạn, cho các bạn hiểu thêm về cái con la le. Đó, thì các bạn muốn nuôi, cái lời khuyên cho các bạn là các bạn muốn nuôi la le, muốn có lợi nhuận từ cái con la le, thì các bạn phải sản xuất ra được cái con giống. Sản xuất ra được cái con giống, các bạn phải nắm được cái kỹ thuật, nắm được cái kỹ thuật chăn nuôi. Đó, mình sản xuất, mình nuôi được thành công đi, rồi lúc đó mình hãy nghĩ tới cái việc mà lợi nhuận, nghĩ tới cái đầu ra. Đó, còn nhiều cái vấn đề nữa có thể là mình chia sẻ những cái video, cái clip sau cho các bạn ha. Có thể là mình kết thúc cái video ở đây. Mình xin chào các bạn và xin chào bà con.